Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hiếu Ích Avatar nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình đã đi làm cái clip cho các bạn xem. Mặc dù là hôm nay trời mưa rất là to, nhưng mà vì cả ngày hôm qua mưa rồi không có clip để đăng. Hôm nay mình lại phải đội mưa đi làm clip để đăng cho các bạn xem nhé. Hôm nay là chiếc xe công nông chở đá đến công trình xây dựng đang đổ cái trần các bạn nhé. Để các bạn nhìn, mình đang che ô cho cái chiếc máy quay. Tiếp tục, hôm nay là chiếc xe công nông một khối, con này một khối các bạn nhé. Chờ sao hả ông? Yêu. Yêu ông đắp vòng quanh ông tí đi nó vãi. Vãi ở đầy đường. Và bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi theo chiếc xe công nông ba bánh chở đá này đến công trình đổ trần các bạn nhé. Mặc dù hôm nay rời mưa của áp ảnh hưởng của bão, nhưng mà công trình thì vẫn thi công. Bây giờ mình sẽ đuổi theo chiếc xe công nông này đến công trình xây dựng để đổ ben các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay trời thì mưa đang rất khá là to các bạn nhé.
đường thì đẹp nên chiếc xe cộng đồng của họ chạy nhanh quá. Rất to các bạn nhé.